Biết mình không thể biết được thì nên lùi đi, biết phận thì lùi lại một bước, nhớ không? Nhờ cái lùi đó mà được thương đó, đúng không? À, nhờ cái lùi đó mới được thương đó. Mà đi cả đêm vậy mà cũng biết đường đi hay chứ. Ở đây anh cũng có mấy anh làm bộ phục vụ cái theo này.
dám vượt qua đâu. Tiếp nối theo với nhau là chồng mẹ chồng mẹ xe này mệt á, xe đi có cái bọng nằm xuống. Còn đi bên kia, đi Hồ Chí Minh, đi bên kia.
đi quốc lộ 14 á. Anh cho hỏi này, mình đi đường Hồ Chí Minh đi đường này hả? Đi Sài Gòn á? Rồi đi băng ra này vào một xoay này kia anh. À, đường phải xe đi thẳng không? Dạ. À, tao đi đường xa hơn hả? Đó rồi, tôi đông rồi. À. Ừ. À. Vào bên kia. À, bên kia. À, rồi, cảm ơn. À, đúng rồi. Giờ này mình đứng đường rồi. Nó chỉ được này, chậm cả tiếng hồ. Cái nó chậm tí một hồi chứ. Chậm một tí một hồi là đi vô nhưng mà chú Thủ Đức thì chú Thủ Đức thì đi xa lộ đà vô Tân Bình nó chậm tí một hồi, còn đi quốc lộ 14 á đi vô qua đi Việt Nam đi nó là 45 phút nhưng mà mình trả thức với trả phí đi đi chậm đi tốn thêm 45 phút nữa mình trả phí cái đường đó lại nằm bất lực. Còn tôi quốc lộ mà muốn chạy nhanh á, làm cái xây đường ra để sửa bất lực. Đã tôn quý rồi không? Còn lúc năm nữa đứng đứng công khai không đứng không? Ừ. Đây. Anh cỡ nào giờ anh vậy? Trên cái đèn. Chạy
từ Nha Trang lên lên Đắk Minh mà không bị không bị dính chốt là mừng lắm rồi đó. Chứ rồi em đi hoài bị dính biết rồi. Dạ. Sitting in a hammock.